cứ mãi nằm sâu trong ký ức của chúng ta, không thể nào quên được. Kỷ niệm với quê hương, với bạn bè, với tình yêu đôi lứa. Nhưng trên tất cả là kỷ niệm với cha, mẹ. Vì tình yêu nào cũng có thể đổi thay, duy chỉ có tình cha mẹ thương con là không bao giờ thay đổi. Có bao giờ bạn phải hối tiếc vì những điều mình đã làm cho cha mẹ không vui, hay những lời nói làm đau lòng cha mẹ, dù đó chỉ là những phút thiếu suy nghĩ? Cha mẹ lớn tuổi hay trách móc những chuyện không đâu, hay nói mãi một câu chuyện đến nhiều lần. Khi cha mẹ già yếu, đầu óc hay quên trước, quên sau, đôi khi làm cho con không vừa ý. Nhưng xin hãy nhớ, nhờ ai mà ta mới có được ngày hôm nay? Ai đã hy sinh cả một đời để cho mình có được hình hài và cuộc sống như thế này? Ai là chỗ dựa cho mình khi gặp trắc trở trong cuộc sống? Nếu một mai không còn cha mẹ bên cạnh, dù bạn có muốn được nghe cha rầy hay mẹ mắng, thì cũng chỉ là ước mơ không bao giờ trở lại. Người xưa có câu: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Quả thật không sai, ai có may mắn được sống gần cha gần mẹ, được có cơ hội chăm sóc lo lắng cho cha mẹ lúc xế chiều, nên nghĩ đó là niềm hạnh phúc thiêng liêng nhất mà cuộc đời này đã ban tặng cho mình. Nếu một mai cha mẹ đi xa, dù con có đạt được điều gì trong cuộc sống, dù con có là ai đi chăng nữa, cũng không thể nào bù đắp được sự yêu thương bao la không bờ bến mà cha mẹ đã dành trọn cho con. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đưa mặt hồ. Lời ru mát mát em như sao diệu dần dần, nắng mưa xóm chiều vui cùng tiếng hát trẻ. Quảng thân gầy mẹ hiền, một sương hay nắng cho bạc mái đau buồn phiền, ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến
khoảng thân gầy mẹ hiền, một sương hay nắng cho bác mãi đau buồn phiền, ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến.
một mẹ đó rồi. Tự bà thọ tam quy giới pháp dân diệu lộc, thế gian dương lộc ảnh, một vị chánh hồn chi linh, muôn trăng tăng tỷ niên, hưởng thọ trần thế bát thập nhất thế, lâm trung tăng sửu niên, ngũ nguyệt nhị thập tứ nhật, lâm lương thờ lâm bệnh nhi chung, ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo, phóng hào quang, di nguyện hào quang tiếp độ ương linh, mẹ con được sống vãng sanh về đất lành của Phật. Rồi Nam Mô Di Đà Phật con kính nhau. Chứng trí lỡ thở
chỉ nhường cây phục, chỉ phục gia đình thọ cây tán phục. Rễ đâu? Bác thật nhất đại an
sâu biển ngô ngọt nhị thập tứ nhật ngờ lương thờ lành bệnh nhi chung trường thừa phật lực tiếp chịu vong linh lại đáo linh tràng vẹn tình thân phá thờ đại hương thay thanh ta tạm dứng sạch mê làm mà vạn sanh nữ phật quá giấy nguyện tăng khẩn tất phật liệu độ vô tranh xuất nam khả nhất mộng chi hương nhập tay đồ cựu liên chi trần vinh kiếm tam thần nguyện tu linh duyên hiếu tử kiên thiện trà chân tam tuần là nhảy bay cha mẹ bằng nuôi con bao năm quá nhọc nhằn ơn sâu đành khó trả ơn nghĩa ca con cháu phải đáp đền ơn sâu đành chưa trả ơn nghĩa ca con cháu phải đáp đền cha mẹ con ở tại thế con dâng cơm mi đợi cúng dường nay mẹ không còn nữa đức hạnh con cháu phải nói gương hiếu tử ai tình cúc cung khai giờ phản khai phản tấn diệt nhập linh sàng hà sa nga quy vâng linh ơi sống vốn khôn ngoan tha phải linh âm dương tẩu tan từ phân minh gia đình thiết lập nơi thờ tự linh hồn mẹ đi về nghe kệ kinh lòng thành con trẻ đã phân minh di nguyện vong linh mẹ chứng thành tầm giữ lời kính mời đôi chén thập ngã vong linh ngồi tạm lắng nghe kinh hiếu tử kiện thiền trà chấm hậu tùng lời vong linh nhảy bay vạn sanh quyết định cho ngon nam mô a di đà bà già la da già đà già la di già tha a di đà đô bà tỳ a di đà đà tất đà bà tỳ a di đà đà tỳ ca nam mô a di đà dài lại đà la ta ba nam mô a di đà bà
từ nhất thiết nghe đấng vậy vong linh giới công thành Phật ở đạo phán thực kiện thiền trà chấm bao mang. Lời vong linh mẹ hiền tất tứ ba tàu quầy nề
Thank you.
quyền thu linh hiền, hiếu tử kiên thiện ở trà chăm. Lại đức tử bi đại giao trù, địa là dày chắc tàn chưa đức vô lượng. Lòng tử do chứa hành lành, trái bao số tiết độ sanh khối nàng. Trong thầy đã sẵn gậy vàng, dòng tàn cửa nội tu toàn chúng sinh. Với ước nguyện tánh không tức Phật, liệu độ vô thành trước nam khả nhất mộng chi hương. Thánh đức khổ lao đạo tự thân, thiện niệm nàng bảo đất thập ân kim nhật sơ tầng phận chia nam bắc. Thích đao trái tuần bao hiếu thắng, thích đao trái tuần cha mẹ con đồng còn nữa. Đức hạnh con cháu phải nói gương, nay mẹ không còn nữa. Đức hạnh con cháu phải nói gương, hiếu tử ai tình cốt công khang phản, khang hà xa ngã quỷ bất lách thật, xin mời vong linh cụ bà Diệu Lập thọ thực. Lòng thành con trẻ đã phân minh, di nguyện vong linh mẹ chứng thành thần, dự lời kính mời đôi chén ngọc. Vong linh ngồi tạm lặng nghe kinh, hiếu tử kiện thiền trà trăm hậu tuần. Lời vong linh mẹ hiền nhảy ba tám bảo pháp đàn, bốn đàn vị chánh độ cô linh, cấp điệp văn triều thần A Di Đà Phật chứng minh. Tỳ kheo hiệu thích quán thiện đời thiết thi hành tự cư, Việt Nam Quốc Hồ Chí Minh thành phố quận 7 phường Tân Phong nhà số 5 lộ 9 đường 59 khu định cư Tân Quý Đông. Kim Mẫu hôm nay có các con hiếu nữ Dương Thị Thúy Uyên, nghĩa tớ tô hữu chiến, nguồn mọi tôn tô yến ngân, tô kim ngân châu rơ đàm hải sơn, châu cố đàm gia ký, châu lơ thanh trung thảo, châu rơ nguyễn văn toàn, châu gai nguyễn lời bảo trần, nguyễn lời bảo hận dương nguy dương duy ngọc khanh, châu rơ định hải ở nam.
hiệp công toàn gia nam nữ tử tôn hôn tớ nội ngoại con thao cháu hiền kiến đàn phong phật tôn trai thiệt công phong kinh cầu siêu bạc độ vấn hồn sự phục vì vấn chánh độ hiến linh tánh cụ bà thọ tam quy y giới pháp danh diệu lộc thơ danh dương lộc anh nhất vị chánh hồn chỉ linh ngương chánh tăng tỷ niệm hướng đại thọ trần thế bát thập nhất tới tự ư tăng số niên ngũ ngọt nhị thập tứ nhật mạng thờ lắm bệnh nhi chung tư gia kim ngọt thị nhật nga lâm điệp thịnh vong môn chi trai tôn hờ minh trần khôn phú đệ nhất điện đại đức tư vương án tiền ngờ chiếu hạ do thị trưởng lục hò tăng phong tụng đại thừa bối diệt chi huyền văn cao hướng linh siêu sanh tịnh độ kim tắc đạo tràng hòn mạng trúc cấp điệp văn nhất đạo phu giữ vân hồn tùy thần thâu chấp chiêu thắng thiên thượng chi ở thiên bất đọa địa chung kỳ địa tù chi điệp gia hữu điệp thần chú mạng quỷ vương dọn hồn sư gia minh trùng thâu chấp vong linh chấp làm công cứ lộ trình tiện lợi vạn lại rồi xá xá đốt xá xá ba xá vạn sanh quyết định chân nam mô A Di Đà Phật. Thường Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thờ trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Nam mô hương cúng dường thập phương vô lượng chư hiền thánh tăng tác đại chúng minh, tử thờ đời tử tỳ kheo tất hoàn thiện hiệp cùng tăng môn yêu quyến nam nữ tử tôn hôn tớ nội ngoại con thảo cháu hiền kiến đàn phụng phật tu hương thiệt cũng phúng kinh cầu siêu bạc độ vong hồn sự thẩm di phụng vì ba bạn hương linh tánh cụ bà thọ tam quy giờ pháp danh diệu lập thế dân dương lập ảnh nhất vị chánh hồn chi linh ngương mạng sanh hương tăng tỷ niên hưởng đại thọ trần thế cuộc đời 81 tuổi lâm trung tâm sủ niên ngủ một nhị thập tứ nhật lương thờ lâm bệnh nhi chung trường thừa phật lực trường thừa pháp lực trường thừa tăng lực tiếp triệu hương linh lai đạo phật tiền văn kinh thịnh pháp thọ tài ứng thực tấp thoát u đồ ở tánh tỳ lo dạo miền cực lạc. Nam mô bổn sư từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, xin từ bi ai lâm gia hộ độ trì
cho tam môn hiệu quyền thăng chu cương thái mạng vị bình an thu tâm tam tai đông anh bạch phước phổ nguyện âm siêu dương thờ hải yên hà thân các giới chúng sanh tầm dự vô tình giai cộng thành Phật đạo. Nam mô bổn sư từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, từ bi tác đại chứng minh gia hộ độ trì. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, từ dược tạng thăng, ức kiếp không còn tầng, năng lợi, sở lợi tăng không tật, cảm ứng đạo giao ngang tư nghị, nhà tử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện chung, nhà thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp tục quy mạng lời. Nhất tâm đảnh lợi Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi phóng quang tiếp độ linh hồn, A Di Đà Phật, đại bi quang thế âm Bồ Tát, đại tịnh đại ái chúng Bồ Tát, từ bi tác đại chúng. Tường quang thức ba thiên sanh bền, cám lộ nắng trừ dạng kiếp tai, tuy liễu Phật khai kim thế
không cần mà kính là gì không đặt nào đặt được không cần khó không dữ tá rồi dữ à khó mà ăn cái gì quá cái đường nấu gì thôi con cháu đó làm lớn mà mình cũng mình chỉ uống một cái đi. Trời ơi. Ông đưa hình ảnh này không? Thôi. Không tồn gì dầm. Nhắm hồn rồi. Hấp hồn lần hai. Hấp hồn. Xin yêu nè. Đứng lên ghê ta. Lòng đài nữa. Em thì lúc nào cũng căng dưới cái mối tình anh Tư gì Tư. Mãi mãi rồi biết rồi. Chị Tư không có lấy người nào khác hơn ngoài anh Tư. Mà anh Tư coi vậy chứ anh Tư cũng vậy thôi. Ok nha. Đáp anh rồi để sử để tôi tiện Tư cho. Em lấy miếng hành phi á. Chị Tư hiểu không? Oh.
mơ làm vàng sanh ở Phật ở quốc giới nguyên biến trần linh lang sống nghiệp lao sao thắng khi phong bì vong linh cầu bà thọ tam quy y giờ pháp danh diệu lộc thế danh dương lộc anh nhất bây giờ chánh ôn kỳ lân ngưỡng sanh tăng tẩy niên cường đại thọ trọng thời bát thập nhất tối lâm chung tăng sầu niên ngộ ngọt nghị thập tứ nhật ngờ lương thờ lâm bệnh nhi chung trưởng thừa thật lực tiết chịu vong linh lại đáo linh sàng văn thanh thanh pháp thọ tài hương thay thanh to tầm dứt sạch mơ làm vàng xanh Phật ở quốc nhảy bay dạ quỳ ô minh giáo chủ bổn tôn địa tạng bồ tát mai hà ta phóng ngọc ngào quang soi thấu u minh tiết độ chân linh cụ bà thọ tam quy y giờ pháp danh diệu lộc thế danh dương lộc anh nhất bây giờ chánh hồn tri linh A Di Đà Phật phổ hà sanh nhà mau hà cúc nhà ai ai phổ màu sanh nhà cầu lao dược bao thăm ân hiểu thiên vọng cần đồn thân mẫu thân dân được về cõi Phật thoát vòng trầm luân cha mẹ con thơ con dân cơm đời cung dường nay mẹ không còn nữa đức hạnh con cháu phải nói gương hiểu từ ai tình cốt công khai phàng nói bà sáu đi nha khai phàng tăng diện nhập linh trang hà sa nhà quỳ bất đắc thật xin mời hướng linh cụ bà diệu lập thọ thật lợi vong linh mẹ hiền tất tớ bà em.
dâng lên cầu bà. Thọ tam quy giá pháp danh diệu lộc, thế danh dương lộc thành, kiếp lai đáo Phật tiền, tan môn yêu quyến kiền thành, vì hương linh lợi Phật tam bái. Kim lư vừa bén chiên đàn, nam mô hương văn cái bộ trái là kinh, như thầy nhà văn nhất tạo Phật tài, cha vừa quấn thì thọ cấp cô tập viên giữa đại thầy theo. Tăng tiên nhị ba ngũ tập chân câu, giai thầy đại a la hướng chúng trở trì thật trường lão. Lời Pháp Maya một tiền liên Maya ca diếp Maya ca tiên viên Maya câu y la Lê bà na câu lời bàn bà Già nan đà a nan đà la hậu la kiều bàm Ba lời phân đầu lô phá la đỏ Ca lưu đà di Maya kiếp tâm na bà Câu la lâu lâu đà ngự thị đăng cử đại Đà tử tinh tư Bồ Tát Maya văn thường sư lời pháp dương tới a già thế gia bồ tát càng là a đời bồ tát thường thanh tấm bồ tát dưới như thị đắng chư đại bồ tát tập tất đề hoàng nhân đắng vô lượng chư thiên đại trung cầu nhi tờ bà cao trương lão cha lội phát tùng thị tai phương qua thập vạn ước phật đồ thế giới dân biết cực lạc thì độ Phật hiểu A Di Đà kim niệm tài trí pháp cha lời Phật bí đồ là cố danh đi cực là tùy quốc chúng sanh vô gì trong cố đáng thọ chư là cố danh cực là cụ cha lời Phật cực là quốc đồ thấp trùng lan trùng thấp trùng la còn thấp trùng hàng thọ dây thì tư bào con cá đi nhiều thì cô bí quốc danh đi cực là tăng chư thiên long bát bộ hợp pháp thần vương tử đại thiên vương và năm thánh chúng quang giảng đạo tràng đại từ đại bi từ bi giao cho đệ tử chúng con tụng kinh niệm phật tiến tụng kinh niệm phật của chúng con vang xa khắp mười phương pháp giới nếu có chúng sanh nào nghe được tiếng niệm phật tụng kinh của chúng con tiến tâm kiên cổ pháp bồ đề tâm nhất tâm kiên niệm và được hồng danh A Di Đà Phật nương theo năng lực hộ niệm của sở phương chư Phật và oai thần nguyện lực tuyệt đối siêu việt tội thần của bà nguyện A Di Đà mà cầu sanh tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ly Chỉ Hải Nội Phật Bồ Tát. Nam mô Ly Chỉ Hải Nội Phật Bồ Tát. Nam mô Ly Chỉ Hải Nội Phật Bồ Tát.
cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con, cho con gánh mẹ đau nón. Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muôn mang gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dài ngày ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cỏ làng lội sớm mai vai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biển già, chào con sao gánh em.